dạ em biết rồi alo tôi nghe ừ như vậy là hắn đã nghi ngờ có người theo dõi chuẩn bị phương án hai đi tuyệt đối phải có được chứng cứ hiểu chưa ừ trời ơi sao giờ nào mới tới Coi chừng á Sao tao nghe ớn cuộc sống quá Thôi vậy Tôi đi về nha Bậy. Đưa tao Nhanh lên Vậy đi Bây giờ tôi dẫn ông qua bên kia Mỗi người một ngã Tới chỗ điểm hẹn cũ Mình gặp nhau Vậy nha Ok alo tôi nghe nhớ là phải hết sức chính xác ừ và cần phải có quả tang rõ chưa được rồi đi trước đi Đặt, đặt hai tay lên đầu à. đứng im tao yêu cầu mày lùi lại nếu mày không muốn người đàn bà này chết tha cho tôi đi chú ơi đừng đạt tôi chân thành khuyên anh đừng làm tội mình nặng thêm báo cáo à, à, à. à, à. à. chuyển <laughs> diện 자자그 tao nói làm một lần nữa mày đừng ép tao mày bắn đi mày đừng ép tao tao nói mày bắn đi tao bắn thiệt đó bắn đi, đi. sao á nhớ hội súng tao còn mấy viên ha bắn như mày đi <laughs> Chào anh Chào bác sĩ Lượng đã qua khỏi giây phút nguy hiểm Dạ, cảm ơn bác sĩ Nhưng mà tình hình của anh ta như thế nào rồi? Tôi sẽ trả lời anh sau khi chúng tôi có những giải đáp chính xác về sự việc này Dạ, cảm ơn Tôi nghe điện thoại ừ. Alo À, tôi biết rồi À, tôi di liệt bác sĩ nè, tôi rất nóng lòng muốn biết tình hình của anh Lượng. Dạ tôi rất mong điện thoại của bác sĩ. được rồi. chào bác sĩ. <laughs> Sao? Cô toàn tính gì nữa đây? Đừng bao giờ lấy tay mà che trời. <laughs> người có thể cứu cô bây giờ là tôi nè. Không cần đâu. Mỗi người cứ tự lo lấy thân. Đồ khốn nạn! <laughs> mày! Tao không kể gì con nhỏ. Thì mày chết chứ không sống được đâu đồ trời đánh thánh đâm. <laughs> ông cứ thử đi ông còn khổ nhiều nữa để tôi sống đó thử đi ông có biết gì sao hưởng cái tiêu chuẩn này không ông còn nhớ tôi nói cái gì không ngày báo quán đã tới rồi đó <laughs> Ha! <try> <try> Chào cô, cô lại gì với anh nằm trong đó vậy? Dạ, người nhà, có chuyện gì không vậy chị? Hồi hôm bữa thấy ông bị gì á Mà mấy bữa nay tôi thấy bác sĩ Chị tới chị lui quá trời luôn Ủa, chú đó đang ở tù hả? Ừ, dạ Ủa, bà hai chị nuôi bình ở đây lâu chưa? Tôi thì mới thôi Còn cái bà này thì lâu rồi Cực lắm cô ơi mai á là cái bệnh viện này ít á chứ có bệnh viện á ngồi còn không đủ nữa chứ nói chi là nằm mà mấy bữa nay có ai vô thăm ảnh không gì chị hôm kia hôm kìa có một cô cũng tạng người như cô vậy nè tới đứng ngoài này rồi đi về rồi có một anh công an cao to đẹp trai với lại có một ông già nhưng chỉ có anh công an là được vô thôi hình như phòng này là cấm thăm nuôi hay sao á Ai vô hả? Là tôi biết hết à Mà cô là sao với anh này? Ờ, dạ em gái. Vợ của ảnh làm ở bệnh viện này mà, phải không? Ờ, hình như vậy. Hình như cái gì nữa? Cô là em gái mà sao biết chị dâu? Bữa hôm kia, vợ của ảnh có vô thăm. cổ tháo khẩu trang ra, đứng khóc một lúc rồi đi. Tôi thấy lạ, bị gì á y tá mà đi thăm bệnh nhân á sao lại khóc nên tôi hỏi cổ biểu là vợ rồi đâu á khoảng một tiếng sau anh có cứ cứu trở lại à ừ. chào hai chị ừ chào chị ừ. qua đây ngồi xuống đó anh quan hệ với liễu bao lâu rồi giờ dạ, 3 ba năm hơn ba năm có nghĩa là trước khi lượng thủ án phải không vì sao ông mạnh phải chết Vũ khống ghép tôi vô tội muốn sát ông mạnh là Vũ khống thôi được như vậy anh là kẻ mua bán chất ma túy trái phép và số hàng mà anh nhận từ biện đủ để cái tội tử hình anh tôi chỉ thấy gói thuốc tôi cố xuống lụm thôi đúng nhưng cuộc hẹn giữa anh và biện là có thực anh trả lời như thế nào sao anh trả lời như thế nào chỉ tôi cái cách giúp anh nhẹ tội đi nguy hiểm lắm đó tôi chưa kể đến tội anh dám cướp súng và uy hiếp thậm chí là bắn cả người thi hành công vụ đây là cô mỹ điều dưỡng người được phân công chăm sóc riêng cho lượng đây là cô hoàng hoa là thiếu tá cũng là điều tra viên chào chị chào chị chị mỹ à hôm anh lượng bị cấp cứu chị có phiên trực không có hôm đó tôi có mặt Chị nhớ kỹ xem, chị được chỉ định tốc độ truyền dịch là bao nhiêu? Dạ đúng chuyên môn, đúng quy định của bác sĩ. Ai chứ cô Mỹ thì tôi đảm bảo. Có người đã dễ dàng y tá, lẻn vào phòng anh Lượng. Rất có thể người đó đã chỉnh van truyền dịch, nên anh Lượng mới bị sốc. Làm sao cô biết được trong khi chúng tôi là những người sâu sát nhất ở đây? Đó là vấn đề. muốn dở trò gì nữa đây nè 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 không được đụng tới đó để nó nằm yên tóm lại muốn gì không muốn gì hết chỉ muốn mày đi khỏi căn nhà này <laughs> dễ như vậy sao tôi nghĩ ông mới là người phải bước ra khỏi căn nhà này ừ? đồ thừa thái mày nói cái gì hả khốn nạn mày nói cái gì hả ông định làm gì để làm gì hả sao con hỏi mày tội gì hả trời ơi đừng sợ con <laughs> à, Xin lỗi chị Xong chưa? Dạ xong rồi chị Chị có công chuyện ra ngoài chút xíu Dạ Alo Anh Quân hả? Anh đến khách sạn gấp nha Em có cái này cho anh nè Dạ dạ Anh. Có chuyện gì vậy? Anh ngồi đi. Để em lấy nước cho anh uống. Thôi, không cần đâu. Anh đang gấp. Ở đây khách để quên đồ là chuyện thường. Nhưng em chắc chắn cái này là của bà Liễu. Sao em biết? Đây chắc chắn là đồ của Liễu. Tại vì hôm đó khá đặc biệt. Bà Liễu đi đâu khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì ông Đạt bồ bà Liễu cũng đi luôn. Em còn nhớ rõ, ổng vừa ra khỏi phòng là có điện thoại. Alo. tao nghe nè. Rồi, tao biết rồi. Tao đang tới. Coi chừng nghe, nếu xung quanh có gì khả nghi á thì giờ đi điểm liền nghe. Rồi rồi. Ông Đạt đi không trả chìa khóa phòng ở quầy tiếp tân, một lúc sau bà Liễu về, bà Liễu lên lầu rồi xuống ngay, bà trả phòng rồi đi luôn.

nè nú à bé nu ra nội biểu dạ. ờ đó cô coi nó chiều con nó <laughs> như vậy đi nè thôi nu cô đi rửa tay cho sạch đi con dạ à có chuyện gì không cô dạ cháu đến muốn hỏi bác về việc à có gì cô cứ hỏi đi ngày hôm kia chị liệu có đi làm không bác ờ à, nó lúc này ít ở nhà lắm Không biết bằng công việc hay làm sao mà Nó đi suốt ờ, Như hôm nay Không kịp đưa con nhỏ ra trường nữa Chị Liễu đi rồi có quay về không bác? Có Nó về một chút rồi đi liền Khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Sáng hôm kia nó đi bộ một tiếng đồng hồ Rồi quay về đưa con bé đi học Khoảng ba tiếng sau á Nó quay trở lại nó lại nói là nó đi lên cơ quan rồi đâu chừng hai tiếng sau nó lại trở về nhà mà hình như là nó vừa về là cô tới đó có gì không cô? Ừ, dạ cảm ơn bác, cháu chỉ ghé ngang qua hỏi thôi, cháu xin phép. à. họ đã biết gì sao còn liễu nó lại làm gì như vậy là liễu đang cố tình đánh lạc hướng chúng ta lời khai của ông mạnh là chính xác liễu đã cố tình di chuyển qua nhiều nơi trước khi vào bệnh viện rồi sau đó về nhà đề nghị dùng cách cho đạt liên lạc với liễu qua điện thoại chúng ta sẽ đưa liễu vào chồng Bộ đồ này đủ để liễu khai ra tất cả. Chưa chắc. Tôi muốn biết tường tận hơn. Và liễu sẽ không còn đường chối cãi. Cứ để cho những ý đồ đen tối của liễu được thực hiện. Nhưng tuyệt đối không được để hậu quả xấu xảy ra vì vậy tất cả phải hành động chính xác chắc chắn mối quan hệ gia đình của ông mạnh sẽ bùng nổ lúc đó những khuất tức chúng ta cần tìm sẽ lộ ra trời bé mực đó có cái gì đâu liệu ngồi xuống đây đi tao biểu ngồi xuống đây đi kêu người ta bán nhà gấp đi bán thật nhanh mày đưa con nhỏ đi với một nửa tiền bán nhà ông lại tính làm gì nữa đây cái nhà này phải như vậy không cái nhà này cần phải như vậy coi như cái nhà này chưa bao giờ có nhất là nhất là sao nhất là công an đã biết hết mọi chuyện ông nói gì họ vừa đến xác minh sáng hôm kia mày đi đâu làm cái gì Ha <laughs> 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 Anh ta đã có vẻ tỉnh táo hơn rồi phải không bác sĩ? Nhà anh ở đâu? Đâu? Anh đưa tay phải lên coi. Không, không sao đâu. Bóng, bóng đèn. Anh ta đã tỉnh nhưng mà trí nhớ chưa được bình phục. chúng tôi sẽ xác minh vấn đề giúp anh cảm ơn bác sĩ ừ anh ngồi đi dạ buổi sáng ngày anh bị bắt Anh đến khách sạn cùng Liễu để làm gì? Dạ, thưa cán bộ Chúng tôi thường hẹn hò ở đó Nhưng Liễu đến cùng anh rồi đi ngay Anh giải thích thế nào về chuyện này? Dạ, chúng tôi cãi nhau Rồi cô ta đi đâu? Dạ, tôi không rõ Vì sau đó tôi cũng bỏ đi Tôi và Liễu không gặp nhau Khá lắm anh Đạt anh ra đi không trả lại chìa khóa phòng sau đó liễu trở lại và vào phòng vậy cô ta vào phòng bằng cách nào chưa hết đâu liễu còn để quên cái này <laughs> sáng hôm đó, sau khi liễu đi khoảng gần một tiếng đồng hồ, ở bệnh viện có người giả dạng là một y tá, đó là liễu. Cô ta định giết lượng bằng cách chỉnh vang trên nóng truyền dịch. Còn anh, sau khi anh rời khỏi khách sạn, anh đã đến thẳng công viên để nhận chất ma túy. Như anh đã hẹn với biển. Anh khá thông minh, nhưng anh không đủ khôn để nhận biết Biện đã bị bắt trước đó. Dạ, em xin khai hết, cán bộ. Dạ, anh uống gì ạ? Cho anh cà phê đi. Dạ. em gặp liễu hai ba lần liên tục đều như vậy trong em bắt đầu thắc mắc dần dà em làm quen được liễu Cảm ơn em. Dạ, uống gì anh? Cà phê đá đi em. Dạ. À. Xin lỗi. Không sao đâu. Không sao đâu em. về sau khi đã là người tình em biết liễu là gái đã có chồng và một con chồng của liễu can tội lừa đảo đang thụ án ở trong tù em biết liễu đang cô đơn em tấn công và cô ta đã ngã vào vòng tay của em con bé nó là con của anh hay là con của anh được dạ không phải của ai cả anh à nói sao dạ không phải con của em hay lượng mà là con của một người khác Có lần Liễu đã nói vậy Đàn bà quá nhiều quẩn khúc Vì sao Liễu có ý định giết ông Mạnh Dạ em không rõ Không rõ Không rõ mà anh ủng hộ hành động giả mang đó hả Dạ vì em nghe Ông ta đã hành hung Liễu nhiều lần Nhất là sau khi công an lật lại hồ sơ của Lượng Chưa đủ rồi Anh còn thiếu trung thực Lương cũng là nạn nhân. Chỉ có điều, anh và Liệu ảo tưởng về căn nhà dài tỷ đồng. Và một mái ấm ở đâu đó. Không, không có bất cứ một thứ hạnh phúc nào cho những kẻ tán tận lương tâm như vậy, anh biết chưa? Vì sao Lượng có ý định giải thoát bằng cái chết? Anh là nguyên nhân đúng không? Dạ không. Em không biết chính xác em nhớ có lần liễu đã hẹn em chuyện gì vậy em anh lượng tự tử tự tử sao lại tự tử hay là lượng đã biết em có người tình không anh không quan tâm tới điều đó và dạ, đã biết em phản bội em từ lâu Lần cũng đã có người tình khác Vậy thì tại sao Hay là ta không muốn chịu cảnh tù tội Lần biết đứa con không phải là của mình Cũng có thể Nhưng Vậy cha đứa bé lại Dạ liệu không nói Chỉ mỗi lần nhắc tới Thì cô ta không chịu được hai ba ngày sau mới dám gặp em. Em dùng chữ dám vì cô ta rây rứt cho một tội lỗi nào đó. Nè. Ừ. Chị, cho em giải thích. Cô giải thích gì nữa? toàn bộ dữ liệu do cô quản lý mất hết cô giải thích cái gì nếu cảm thấy làm việc không tập trung thì ký tên vào đây dễ mà tôi giải quyết cho cô nghỉ việc liền để đừng nấn ná ảnh hưởng tới việc của công ty kể từ bây giờ cô được nghỉ việc đừng phiền phức gì nữa Quân và Thoại chưa về sao? Chờ một chút đi. Bộ có chuyện gì hả? Ừ. Có một chuyện rất là quan trọng. sao không liên lạc được với người tình hả tao tưởng mày đi luôn rồi chứ có gì thắc mắc nữa không ông cứ nghĩ lại đi tôi với ông ai khốn nạn hơn ai Ê, mày 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 lặp lại một lần nữa coi tôi với ông ai khốn nạn hơn ai xuất sinh <laughs> Cho anh ừ, Anh Chị Trong buổi hỏi cùng sáng nay Đạt đã để, để lộ một chi tiết cực kỳ quan trọng Đó là Lượng tự tử Vì một lý do riêng mà chúng ta không ngờ tới Đây là sai sót của chúng ta đứa bé con liễu không phải là con của lượng lần đầu tiên lượng tự tử là ngay khi nghe thấy điều đó lúc đó anh ta đang thụ án như vậy chắc chắn người mang thông tin đến cho lượng là liên chứ không phải ai khác cơ sở nào chắc chắn lời khai của đạt là chính xác Đạt cho rằng, mỗi khi nhắc đến chuyện này, Liễu Điều tỏ vẻ bức rứt và tránh mặt anh ta. Như vậy, kẻ hại lượng chắc chắn là cha của đứa bé. Chẳng lẽ đã lấy nhau mà Liễu không cho Đạt biết cha của đứa bé là ai? Đàn bà, quả là có nhiều ẩn khúc. Chỉ còn cách đưa đứa bé đi giám định ADN. Không cần. chúng ta sẽ khoanh vùng hai đối tượng liên và liễu còn hoàng hoa đến gặp liễu đấu tranh cuộc của ta khai ra toàn bộ rõ còn quân và thoại có nhiệm vụ là mời liên về đây rõ bác mạnh ơi có nhà không bác mạnh ờ à, ờ à, cô qua à, cô cảm phiền chờ tôi một chút cô chào bác à, mời cô à, vô nhà dạ yeah. chị liễu có nhà không bác ờ à, nó đi rồi cháu có vài việc bô xe vẫn còn nóng bác mời chị liễu ra giùm cháu tôi đã nói à... bác cố tình à, liễu ơi liễu có cô công an tìm con này liễu ơi không giấu gì cô cháu nó bị té xe cái mặt bị sưng nên mắc cỡ không muốn tiếp ai. Chắc là tôi phải bán căn nhà này thôi. Một số để lo cho thằng Lượng. Xui xẻo quá. Bao nhiêu là chuyện xảy ra trong cái nhà này. Chào chị. Ừ, bà gọi chú Năm rút bé nu dùm con. Ừ. Chú Năm là ai? ừ chú chạy hơn đã ôm ở trong xóm khi nào tôi bận thì chú rước bé nu giùm tôi chị té xe ở đâu ừ tôi bị đuổi gì rồi buồn đầu óc cứ lơ mơ rồi tông nhầm vào người ta những dấu vết này không phải do té xe chị giải thích thế nào ừ tôi người ta nói phước bất trùng lai quả vô đơn chí đúng là không sai cẩn thận nha con chỉ bị hành hung đúng không con cảm ơn ông nam <laughs> nù Lại đây ông nội thương miếng con. Con không thương ông nội nữa đâu. Vì ông nội cứ đánh mẹ con hoài à. <laughs> Dạ chào anh Chị ngồi đi, mời chị ngồi Em cảm ơn Em đi nha Chị Liên khỏe chứ Dạ em cảm ơn anh, em khỏe Em tưởng mấy anh quên em rồi chứ Không giấu gì chị Có gì việc chúng tôi đang cần Chị sẵn sàng hợp tác chứ Dạ em sẵn sàng Vừa rồi anh Lượng bị giết khùng anh nói sao? Nhưng anh Lượng đang nằm bệnh viện mà. Đúng vậy. Kẻ thủ ác đã tìm tới bệnh viện. Anh Lượng khẳng định rằng chị vô can trong chuyện này. Nhưng anh ta lại khẳng định tự tìm lấy cái chết. Vì biết đứa con hiện tại của anh ta là con của người khác. mà người cho anh ta biết chuyện đó là chị ừ. xin lỗi chị cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi có điện thoại alo tôi nghe vụ án nguyễn tiến lượng mang tính chất rất nguy hiểm cho nên phải bắt giữ toàn bộ những người có liên quan. Rõ chưa? Ừ. Uhm. <laughs> <laughs> Cái nào? Chị sẵn sàng hợp tác với chúng tôi chứ? Liên Liên Con sao vậy? Ủa Con không ăn sao con đi đâu vậy Con đi gặp công an Chàng ơi Mày có điên không Giờ này mày biết mấy giờ rồi không con Có chuyện gì căng thẳng vậy con Không có gì đâu mẹ Con đi công chuyện một chút Oh. <sighs>